Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như gà mắc tóc, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không giải trình được về việc lấy đâu ra một số tiền khổng lồ để nuôi 1,5 triệu an ninh cơ sở. Trừ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chắc ngân sách tỉnh nào cũng phải bó tay với lực lượng ăn không ngồi rồi này. Các đại biểu bày tỏ băn khoăn về vấn đề ngân sách của dự án lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo dự án luật, Chính phủ đề xuất thống nhất tên gọi của ba lực lượng gồm bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách thành một với tên gọi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có còn dấu riêng. Về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự của cơ sở, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre cho rằng lực lượng này có tính chính quy rất cao, thậm chí 1,5 triệu quân quần chúng nhưng lại chính quy hóa, cao hơn cả với quân thường trực. Đây là điều chưa từng có ở Việt Nam và trên thế giới, tạo ra những so sánh giữa các lực lượng đáng lo ngại. Trước này, các nước nếu tính thì lực lượng quân sự phải cao hơn các lực lượng khác. Đây vừa là tính chất phòng thủ vừa bảo đảm an ninh trật tự, sẽ nảy sinh tâm tư giữa hai lực lượng, ông cho hay. Phó trưởng ban dân nguyện cũng nêu lên những băn khoăn về những chi phí phát sinh về trụ sở, trang thiết bị, chi tiêu, các loại phụ cấp, bảo hiểm nếu thành lập lực lượng mới. Liệu ngân sách của chúng ta, đặc biệt là trong giai đoạn này, có bảo đảm được cho lực lượng này hay không? Đi tiếp xúc với cử tri lần nào, người ta cũng đặt những vấn đề cán bộ bán chuyên trách ở địa phương còn lúng túng về ngân sách, còn rất khó khăn. Chúng ta còn thiếu cả ngân sách đầu tư đáp ứng thông thường. 100 đến 200 ngàn còn khó khăn thì 1,5 triệu quân các địa phương không chịu được. Trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác cũng phải bó tay, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu quan điểm. Theo đánh giá của Chính phủ thì sau khi bố trí sắp đặt lại ba lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã, thị trấn bán chuyên trách để thành lập một lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ giảm còn 500 ngàn người trên toàn quốc. Nhưng đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng con số này có vấn đề. Ông Nhưỡng cho biết trong báo cáo, theo cơ quan soạn thảo, tổng số các lực lượng bảo vệ dân số, dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách vào khoảng 2 triệu người. Theo đó thì việc thành lập lực lượng mới sẽ giúp giảm khoảng 500.000 người trên toàn quốc. Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra rằng hiện có khoảng 126.000 công an xã bán chuyên trách, 7.000 bảo vệ dân phố và 500.000 dân phòng thực hiện nhiệm vụ, tổng là 733.000. Như vậy thì nếu giảm từ 2 triệu xuống còn 1,5 triệu thì vẫn là tăng lên 700.000 người chứ không phải là giảm đi. Không rõ là theo tính toán kiểu gì hay cách tính của chúng tôi không đúng, ông Nhưỡng nói. Từ đó đại biểu kiến nghị xây dựng đề án tăng cường phối hợp giữa các lực lượng hiện tại thay vì ban hành đạo luật mới. Tôi cho rằng cần hết sức cân nhắc đạo luật này. Nó sẽ gây ra các vấn đề mà chúng ta phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, ông cho hay. Cũng đóng góp ý kiến về dự thảo luật thì đại biểu Cao Văn Trọng chỉ ra thực trạng trước đây khi chưa có luật công an nhân dân thì ấp, xã có 3 người, trưởng công an, phó công an thường trực. Khi đưa công an chính quy về thì có 5 người. Khi ban hành luật công an nhân dân thì phát hiện ra lực lượng không chuyên trách trước đây không biết để đi đâu. Bộ Công an đề xuất luật này để giải quyết chính sách. Những công an viên trước đây trưởng công an mà không phải chính quy thì đưa vào luật này thành tổ trưởng, tổ phó, bảo vệ viên để giải quyết chính sách. Với luật này thì vô hình chung làm cho biên chế quốc gia tăng lên kinh khủng, ông Trọng cho hay. Theo đại biểu thì việc ban hành luật công an nhân dân làm cho mỗi xã tăng lên 2 người. Theo đó thì ngân sách tăng một cách kinh khủng nhưng địa bàn lại không chuyển đổi. Ông Trọng cho rằng việc đưa ra luật này là vô hình chung hợp thức hóa việc xài ngân sách. Việc hợp thức hóa này sẽ nảy sinh ra khó khăn cho cơ sở, đặc biệt trong vấn đề ngân sách. Việc ban hành luật này có phải đưa Quốc hội để làm ngân sách cho nhóm trưởng công an, phó công an chưa bố trí được liệu có được không? Và nếu chúng ta giải quyết được rồi thì thôi. Luật công an nhân dân đã bao gồm rồi. Tôi cho rằng nếu xem xét giải quyết nhóm kia chứ không nên vì chuyện còn một nhóm người không giải quyết được thì chúng ta làm chính sách cho nhóm kia.
mai mốt gây hậu quả kéo dài thì không nên. Ban hành luật này cần phải tính toán làm rõ, đề nghị để có quá trình tiếp tục nghiên cứu thì cần lấy ý kiến việc cần thiết nên ban hành hay không, vị đại biểu tỉnh Bến Tre này cho hay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã từng phát ngôn, và đây là chính là chân dung của một ông bộ trưởng như thế. Miền Trung Việt Nam đang trải qua những ngày đau buồn khi phải gánh chịu hàng loạt mất mát từ mưa lũ, sạt lở, lũ quét. Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng để mất rừng khiến cho thảm họa xảy ra. Tuy nhiên thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, người có trách nhiệm bảo vệ môi trường, lại có những phát ngôn hết sức bất nhất. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về nguyên nhân mất rừng, ông Trần Hồng Hà nói: "Chúng ta phải hiểu mất rừng còn rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà chúng ta phải quản lý. Với tư cách là người làm quản lý môi trường, chúng tôi sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Quốc hội xem xét rà soát những mét vuông đất nếu có việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên và rừng phòng hộ đặc dụng. Sắp tới thì đối với rừng phòng hộ đặc dụng, những nơi nào không còn rừng nhưng chức năng của nó là phòng hộ và bảo vệ con người thì chúng ta phải thu hồi lại rừng và phải phục hồi rừng nguyên sinh đúng với bản chất tự nhiên." Ngoài chuyện giảm nhẹ né tránh vấn đề thủy điện có liên quan đến nạn phá rừng, ông Trần Hồng Hà nói rằng chuyện phá rừng nguyên sinh, rừng tự nhiên là tất yếu vì không thể không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Tất nhiên phải có những đánh giá về chuyển đổi mục đích rừng. Chúng ta không thể không chuyển đổi mục đích nếu như hiện nay dân số tăng trên 100 triệu dân. Chúng ta không có không gian phát triển đô thị, không gian bố trí dân cư. Rừng nguyên sinh, rừng tự nhiên ở Việt Nam đã bị tàn phá ra sao? Năm 2019, Việt Nam đã đạt 14,6 triệu hectare đất rừng với độ che phủ ước đạt 42%. Song trên toàn lãnh thổ quốc gia, những khu rừng nguyên sinh còn nguyên chỉ còn 0,25%. Ông Wema Aido, trưởng nhóm của dự án môi trường biến đổi khí hậu nông nghiệp về hội nhập quốc tế khu vực tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ nhận định. Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Lung, chuyên gia ngành lâm nghiệp Việt Nam cho rằng lũ lụt sạt lở ngày càng trầm trọng là do mất rừng. Rừng nhiệt đới có nhiều tầng, có cây cao 40 đến 50 mét, dưới còn có thảm thực vật và các tầng cây khác. Nếu lượng mưa không lớn, nước chỉ ở trên tầng các lá cây, thậm chí thì không rơi được xuống đất. Còn khi nước xuống được đến đất thì đã là lớp đầu thảo mục, cành lá cây mục sẽ giữ nước đến 80-90% và ngấm dưới đất tạo thành mạch nước ngầm. Còn nước mặt 10-20% là lượng rất nhỏ, ít có khả năng gây ra lũ ống, lũ quét cho con người. Cũng theo ông thì với các loại rừng khác chỉ có tác dụng cản lũ và giữ nước khoảng 25-50% so với rừng tự nhiên. Khái niệm rừng nguyên sinh theo Wikipedia thì là rừng trong quá trình phát sinh chưa bị tác động của con người. Rừng nguyên sinh có thể bao gồm rộng hơn của khái niệm rừng nguyên sinh mà ở giới hạn hẹp hơn về thời gian nguồn gốc thì rừng nguyên sinh. Rừng nguyên thủy chính là những khu rừng được hình thành có lịch sử cổ đại lâu đời mà chưa từng bị tác động khai phá bởi con người. Rừng bị biến đổi, chịu tác động từ con người được gọi là rừng thứ sinh, đã trải qua những đợt đốn chặt, phá rừng, cháy rừng dù đã phục hưng phần nào trên giai đoạn của diễn thế sinh thái phục hồi non trẻ. Như vậy thì muốn giữ được rừng nguyên sinh thì chỉ cần không cấp phép cho dự án phá rừng, không tác động vào rừng bằng mọi giá, chứ làm sao phục hồi rừng nguyên sinh. Ông Trần Hồng Hà với cương vị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói câu trước đá với câu sau. Ông thừa nhận con người là nguyên nhân làm mất rừng nhưng lại né tránh vấn đề mất rừng là do phê duyệt dự án. Tại Việt Nam, do nhu cầu cần đất và làm thủy điện, sân gôn, xây dựng khu nghỉ dưỡng nên việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp diễn ra ồ ạt ở nhiều địa phương. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì chỉ hơn 5 năm, 2012 đến 2017 thì diện tích rừng tự nhiên bị mất do chuyển mục đích sử dụng rừng tại các dự án được duyệt chiếm 89%. Tổng diện tích rừng bị giảm còn lại là do phá rừng trái pháp luật làm mất 11%. Ông Trần Hồng Hà nói không thể không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tức là ông cổ vũ phá rừng rồi trồng lại chứ gì nữa,
Vậy thì bảo vệ rừng nguyên sinh kiểu gì? Ông Trần Hồng Hà chính là cá nhân phải chịu trách nhiệm về những dự án phá rừng hiện tại để làm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái như Bà Nà, Tam Đảo, Lũng Cú, kể cả sắp tới là rừng Cần Giờ. Đây là một vị bộ trưởng đã từng có những phát ngôn bất nhất trong vụ Formosa đầu độc 4 tỉnh miền Trung Việt Nam từ năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến thiên tai, Quốc hội vừa mới thông qua luật tàn phá môi trường. Đất nước đang oằn mình trong bão lũ và một tai họa mới mà nhà văn Nguyên Ngọc đặt tên chính xác là đất chảy quấn trôi núi đồi, nhà cửa và hàng trăm sinh mạng. Cơn bão 12 đã vào, bão 13 sắp đến, nhưng nguy hiểm hơn là cơn bão vô hình dự kiến sẽ khởi xướng ở Ba Đình và sẽ kéo dài vô tận về thời gian, không gian cho đất nước Việt Nam nếu như ngày 11 tháng 11 Quốc hội thông qua luật mang tên bảo vệ môi trường nhưng đích thực là luật tàn phá môi trường hay là bảo vệ kẻ phá hoại môi trường. Theo chương trình dự kiến họp 10 Quốc hội khóa 14 ngày 11 tháng 11 sẽ thông qua dự luật thảo bảo vệ môi trường sửa đổi do Tài nguyên Môi trường soạn thảo và dự luật đã lọt trơn tru qua bước thẩm định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22 tháng 10 năm 2020 và qua phiên thảo luận toàn thể ngày 24 tháng 10 năm 2020. Từ nhiều năm qua, thảm họa Formosa, vụ xả thải ra sông Thị Vải của công ty Vedan, vụ không khí Hà Nội nhiễm bẩn, nhiễm độc và sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, tất cả đều do người dân, thậm chí các tổ chức khoa học nước ngoài phát hiện và cảnh báo. Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn làm ngược với những chức năng, trách nhiệm của mình, không hề bảo vệ môi trường và không hề cảnh báo với người dân, mà lấp liếm, giấu giếm mức độ nguy hiểm, bao che cho kẻ vi phạm. Ngay trong thảm họa tàn khốc của mùa mưa lũ năm nay tại miền Trung, ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn Quốc hội cho rằng lũ là do trời đổ nước chứ không phải là mưa nữa, không phải do thủy điện. Ai cũng thấy rừng ở Việt Nam đang bị tận diệt, không ảnh theo hình ảnh của Google cho thấy thì trên nóc nhà của ngã ba biên giới Đông Dương ở phía Campuchia và Lào thì xanh bạt ngàn, còn ở phía Việt Nam thì đỏ như màu máu, bị cạo trọc tất cả ở khu vực này. Và bị chất vấn, ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà can đảm khẳng định trước Quốc hội rằng diện tích rừng đang tăng và quyết sẽ rà soát từng mét đất rừng tự nhiên phòng hộ đặc dụng, chắc là tìm để cao su hóa, thủy điện hóa. Rất tiếc, trong thể chế chính trị Cộng sản Việt Nam, phát biểu giải trình của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Phùng Xuân Nhạ chỉ có tác dụng mua vui cho hội nghị thay cho các sân khấu tấu hài đã bị lụi tàn. Họ mắc sự kéo dài sợi dây kinh nghiệm, còn mọi thứ chức, quyền, ghế chẳng đã có đảng bố trí hết rồi hay sao? Chính trong cơ chế ấy thì những kẻ vô trách nhiệm, tham nhũng, chia chác lợi ích nhóm, bán rẻ môi trường lại được giao soạn thảo dự luật mang tên đẹp đẽ bảo vệ môi trường. Tất yếu dự luật ấy thực chất là lá chắn, là tấm kim bài miễn tử cho các cơ quan quản lý, các đại gia đầu tư dự án bắt tay nhau tàn phá tận diệt mầm xanh, sự trong lành an toàn của môi trường để tha hồ trục lợi. Dự luật này nếu được thông qua thì sẽ là thảm họa. Kinh khủng trùm lên suốt chiều dài tương lai của dân tộc Việt Nam. Những nhà khoa học tâm huyết đã không thể im lặng trước thảm họa này. Bác sĩ tiến sĩ Trần Tuấn, giám đốc trung tâm RTCCD, cơ quan điều phối liên minh NCDS Việt Nam đã công bố thông tin trên mạng xã hội cho biết, 17 giờ chiều ngày 9 tháng 11 năm 2020, năm tổ chức hội thành viên hoạt động tích cực nhất trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho mục tiêu sức khỏe, sinh thái và phát triển bền vững của Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam, NCDSVN đã đồng lòng gửi thư kiến nghị tới bà Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan nhà nước Việt Nam cùng toàn thể đại biểu Quốc hội khóa 14 đang họp kỳ thứ 10 để vận động không thông qua dự luật về dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi do tồn tại 3 vấn đề lớn dẫn đến 3 kết luận không đảm bảo yêu cầu cơ bản của một dự luật bảo vệ môi trường phải có và đưa ra 3 kiến nghị hành động không thông qua trong nghị trình Quốc hội ngày 11 tháng 11 năm 2020. Năm tổ chức đứng tên trong
Thư kiến nghị của Quốc hội là Trung ương Hội Y tế Cộng đồng Việt Nam VPHA và gồm các cơ quan Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng ACCCD, Trung tâm Sáng tạo Xanh Green ID, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng MEC và Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững LPSD. Nội dung thư kiến nghị nêu rõ như sau: chúng tôi gồm 16 hội chuyên ngành tổ chức nghiên cứu khoa học và 3 cá nhân tập hợp trong Liên minh Phòng chống các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm Việt Nam. NCDSVN gửi thư này đến lãnh đạo cao nhất của hệ thống nhà nước Việt Nam khẩn thiết kiến nghị. Tập thể lãnh đạo cao nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất ý kiến qua bà Chủ tịch Quốc hội cho hoãn phiên họp thông qua dự thảo luật môi trường sửa đổi, sau đây gọi tắt là dự luật môi trường, tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 trong kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14 phải phê phán và loại bỏ những lãnh đạo vô trách nhiệm liên quan. Trường hợp phiên họp trên vẫn tổ chức, chúng tôi kiến nghị các vị đại biểu Quốc hội với trách nhiệm cao nhất của người đại biểu nhân dân trước nguy cơ môi trường thoái hóa ảnh hưởng tới sức khỏe của toàn dân, sức khỏe môi trường sinh thái, đe dọa các mục tiêu phát triển bền vững môi trường và xã hội của đất nước cả hiện tại và trong tương lai. Và các đại biểu hãy thể hiện quyết tâm phê phán những vi phạm nặng nề về mặt khoa học và đạo đức tồn tại trong cấu trúc và nội dung của phiên bản dự luật hiện hành, và thể hiện ý chí đồng tâm cao nhất không thông qua dự luật môi trường tại kỳ họp này. Đồng thời nhanh chóng lên tiếng đòi hỏi chỉnh sửa lại tạo phiên bản đáp ứng tốt nhất cho nguyên lý khoa học bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững của đất nước để cho Quốc hội khóa 14 thông qua trong kỳ họp lần thứ 11 tới đây tháng 5, tháng 6 năm 2021. Tập thể lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam đánh giá và loại ngay ra khỏi hệ thống lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội những nhân vật yếu kém về đạo đức công vụ đã tạo ra báo cáo số 599 BCUBTVHQ14 ngày 22 tháng 10 năm 2020 giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Bởi đây là đầu mối che đậy những thủ đoạn tinh vi tạo ra một dự luật không tuân thủ các nguyên lý làm luật môi trường cho mục tiêu phát triển bền vững đất nước để tồn tại một cách chủ ý. Dự luật thiếu logic trong cấu trúc, không rõ ràng tầm nhìn và mục tiêu phát triển môi trường bền vững, không cụ thể những điểm có thể và phải cụ thể về quyền và trách nhiệm của mỗi chủ thể trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là dự thảo rất yếu về các nội dung thể hiện vai trò của cộng đồng, thiếu minh bạch, gây chồng chéo và khó giải trình trách nhiệm của các tổ chức nhà nước trong tổ chức đánh giá và tác động môi trường từ các dự án can thiệp cộng đồng, không luật hóa vai trò giám sát và phản biện độc lập của các tổ chức khoa học ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên tắc bồi hoàn tổn hại môi trường của người gây ô nhiễm không được luật hóa rõ ràng như là một chiến lược căn bản phòng ngừa hành vi xâm hại môi trường, hoàn toàn không thể hiện nguyên lý bảo vệ môi trường an toàn môi sinh cho các chủ thể con người, động thực vật có trong môi trường trong chiến lược lồng ghép hiệp đồng một sức khỏe đã được đưa vào Bộ Tài nguyên và Môi trường từ hơn một thập kỷ nay. Trên hết thì dự thảo luật không làm rõ được cơ chế xử lý trách nhiệm không hoàn thành vai trò của cơ quan nhà nước, đặc biệt thì Bộ Tài nguyên và Môi trường trong không tuân thủ các chiến lược bảo đảm sự ổn định phát triển của hệ thống môi trường sinh thái trước những dự án can thiệp môi trường. Chỉ bằng cách loại bỏ những nhân sự kém phát chất này mới đảm bảo phiên bản mới đưa ra Quốc hội trong kỳ họp 11 tháng 5 và 6 năm 2021 tuân thủ theo các nguyên lý khoa học môi trường sinh thái và phát triển bền vững, làm cơ sở pháp lý cho toàn xã hội hợp tác giải quyết tốt những thử thách thực tế đang gây thoái hóa nghiêm trọng môi trường tự nhiên ở Việt Nam. Đính kèm theo đơn thư là 3 phụ lục kéo dài 12 trang phân tích xử lý khoa học chứng minh rằng dự luật này sẽ gây nhiều tác hại, vì dự luật này 1. Mất căn bản, và 2. Là gắn với những yếu ớt lỏng lẻo của các luật môi trường quốc tế, 3. Cố ý thể hiện trúc trắc khó hiểu và chồng chéo thẩm quyền. Cộng đồng xã hội cần chung tay lên tiếng, không chỉ
chỉ đề nghị với Quốc hội mà bác sĩ Trần Tuấn còn kêu gọi cộng đồng cùng lên tiếng và đồng lòng chung tay bảo vệ môi trường. Thay mặt Liên minh NCDSVN, tôi trân trọng đề nghị các tổ chức cá nhân hoạt động bảo vệ môi trường sống của Việt Nam. Vì sự tồn tại của môi trường sinh thái cha ông ta để lại, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì quyền bình đẳng cho thế hệ tương lai trước di sản cha ông để lại cho con cháu vào đời, vì sự đồng hành của nhân loại cho một hành tinh xanh an toàn môi sinh cho con người và các sinh thể chung sống bền vững. Hãy bằng mọi cách để cùng nhau lên tiếng đồng hành với NCDSVN, vận động Quốc hội khóa 14 không thông qua dự luật thảo bảo vệ môi trường sửa đổi và thực hiện đổi mới tiến trình chỉnh sửa thẩm định dự luật bảo vệ môi trường trong thời gian tới để có được một dự luật bảo vệ môi trường bảo đảm các nguyên lý khoa học thế kỷ 21 cho mục tiêu môi trường sinh thái phát triển bền vững, sức khỏe cho tất cả cho thế hệ tương lai thông qua trong kỳ họp thứ 11 năm 2021 Quốc hội khóa 14. Cả dãy miền Trung đang oằn mình với thảm họa đất chảy chứ không còn là sạt lở. Trường Sơn đang bị nung khô vì tấm áo rừng đã bị bóc sạch. Đất nước nhàm nhở ô nhiễm vì những nhà máy dự án mà báo cáo tác động môi trường chỉ như tấm hóa đơn thanh toán lợi lộc ăn chia. Tiếng nói của năm tổ chức này thật đúng lúc như tiếng kêu cứu trong giông bão. Và liệu tiếng kêu đầy trách nhiệm ấy có đủ sức lay động 500 trái tim đang an lành trong hội trường nhung lụa mắt lạnh ở Ba Đình hay không? Với giới trẻ Việt Nam, xin hãy bớt chút thời gian thể hiện cái tôi trong bàn phím để tung hô chung, hạ bệ chung và quan tâm đến môi trường Việt Nam, vì đó là chính là hơi thở, là tương lai của bạn, con cái của bạn, chứ chung và nước Mỹ thì xa xôi lắm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xã hội dân sự có cho Đảng Cộng sản Việt Nam sáng mắt, sáng lòng. Đảng Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ công nhận, thậm chí còn dựng lên xã hội dân sự giả để dìm hàng là các tổ chức dân sự thật. Do vậy thì các tổ chức hội đoàn phi lợi nhuận vẫn tồn tại một cách không chính thức dưới chế độ toàn trị Cộng sản Việt Nam, tồn tại nhưng sống lay lắt. Các tổ chức dân sự là những mục tiêu theo dõi săn lùng, thậm chí đối tượng đàn áp của công an. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, xã hội dân sự đôi khi vẫn lấp lánh và tỏa sáng một số nơi. Một số cá nhân tổ chức thiện nguyện và hội đoàn phi lợi nhuận trở thành hiện tượng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng như các đợt lũ trồng lũ, lụt trồng lụt. Mưa bão trồng mưa bão vừa qua trên cái rốn của miền Trung thảm thương. Có thể nói các cá nhân và tổ chức ấy đã bùng nổ thành những hiện tượng xã hội. Trong cơn đại hồng thủy càn quét, phẩm chất tốt đẹp của người dân Việt Nam được phát lộ, đó là dòng trắc ẩn, tình nhân ái. Trong những tấm lòng nhân hậu ấy nổi bật lên một khuôn mặt điển hình, đó là cô ca sĩ Thủy Tiên và chuyến hành trình gian khó của hai vợ chồng cô đến với những bà con vùng lũ. Công Vinh mới đây cho biết Thủy Tiên vừa qua bị lao lực và suy nhược cơ thể nặng sau nhiều đợt liên tục đi cứu trợ ở miền Trung. Cô đã sụt 6kg, bị kiệt sức và suy nhược cơ thể do nhiều ngày không ăn uống được gì. Là một người chồng, chàng trai xứ Nghệ xót xa và gần như là không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh vợ mình như vậy. Cho đến gần đây, Thủy Tiên đã quyên góp được 150 tỷ Việt Nam đồng cứu trợ. Thủy Tiên trực tiếp mang quà đến cho những nạn nhân ở vùng lũ mà không có bất cứ tổ chức trung gian nào. Ấy vậy, hay chính vì vậy mà đã có bao nhiêu lời ong tiếng ve trên các trang mạng đủ mọi loại lề. Đúng như đại thi hào Nga Alexander Pushkin từng ca thán, miệng thế gian như làn sóng bể, có mấy chục tỷ mà chỉ trao được thùng mì gói. Sao hỗ trợ nhà này tận 20 triệu nhiều vậy, làm từ thiện bằng tiền người khác thì ai chẳng làm được. Vừa không mất một xu nào lại được tiếng, cho cần câu đừng cho con cá, bớt khoe mẽ đi, diễn sâu quá, làm từ thiện với động cơ gì. Chưa hết, có những bài báo nói Thủy Tiên có thể bị truy tố theo Nghị định 64. Thậm chí báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 16 tháng 10 năm 2020 còn ra đòn Thủy Tiên à, cô nhiễu sự vừa thôi. Vẫn theo bài báo ấy thì thôi Thủy Tiên ạ, chót lần này thôi nhé, lần sau đừng nhảy nhỏm như vậy nữa. Có làm, cô nhớ thuê một ekip lên blind thật chỉn chu, kẻ ô thật đẹp, bôi viền đậm đà, đợi bố cáo thiên hạ xong hẳn đi nhé.
Một tờ báo chuyên về phụ nữ sao nỡ nghe theo sự chỉ đạo từ trên và buông ra những lời độc địa đến như vậy. Vì theo khoản 3 điều 5 nghị định 64/2008, ngoài các tổ chức được chính quyền cho phép thì không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền hàng cứu trợ. Do đó thì việc cô ca sĩ Thủy Tiên nhận tiền từ thiện của người dân để ủng hộ đồng bào miền Trung, theo các trang mạng của hệ thống dư luận viên, cô ca sĩ đã vi phạm luật pháp. Nhưng Thủy Tiên không lẻ loi cô độc. Vẫn có những tiếng nói của những người có lương tri lên tiếng bảo vệ cô ca sĩ này. Họ cho rằng nghị định 64/2008 là rào cản lòng tốt. Ngay đến bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ cũng phải phát biểu không nên quá khắt khe khi một người có tấm lòng nhân hậu như cô ca sĩ Thủy Tiên đứng ra giúp đỡ đồng bào về mặt pháp luật. Việc này không vi phạm. Được biết, hôm 24 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị không để cho người dân đói rét, không gây khó khăn cho nhà hảo tâm. Theo đó, thì Thủ tướng đồng thời lưu ý các địa phương không gây khó khăn cho các nhà hảo tâm khi cứu trợ. Điều gì đã làm cho Thủ tướng chỉ trong 3 ngày đã quay ngoắt 180 độ từ chỗ ban đầu ông Phúc yêu cầu giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ, bảo đảm theo nghị định 64/2008, nay bỗng chốc lệnh cho sửa lại cái nghị định quá đát và chỉ thị cho địa phương không gây khó khăn cho các nhà hảo tâm khi cứu trợ. Thật ra thì trong thiên tai khi chính quyền bất lực, rất nhiều người trong bộ máy nhà nước vẫn không thoát khỏi ám ảnh phải độc chiếm mọi không gian sinh hoạt trong ngôi nhà chung. Nhưng rõ ràng đó là tham vọng không tưởng, bất kể chính quyền có cố gắng đến đâu, người dân vẫn sẽ luôn tìm mọi cách để lên tiếng và đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Chính phủ trước áp lực của xã hội cho biết xây dựng nghị định thay thế nghị định 64 vốn bị nhiều phản ứng, đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của xã hội dân sự bất chấp nhiều thập niên bị đè nén. Sánh Chính trị Bình Dân của Đoàn Trang, tác giả vừa mới bị bắt giam, đã ghi lại các khuyến nghị để xây dựng một không gian xã hội dân sự. Trích từ báo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ra ngày 11 tháng 4 năm 2016. Trong đó, khuyến nghị đầu tiên trong phần sự tạo sự hỗ trợ và nguồn lực dài hạn cho các tổ chức xã hội dân sự, mục này đã ghi rõ như sau. Thừa nhận rằng hạn chế một cách vô lý việc tài trợ là một sự vi phạm quyền tự do hiệp hội, bảo đảm rằng những người làm xã hội dân sự có thể tìm kiếm, tiếp nhận và sử dụng tiền tài trợ một nguồn lực khác, dù là trong nước hay nước ngoài, mà không cần đến sự cho phép trước và không có cản trở vô lý nào khác. Cho nên nếu không có những hạn chế đối với việc tiếp nhận tài trợ nước ngoài ở các cơ quan nhà nước hay sở kinh doanh, thì cũng không có được hạn chế ở các tổ chức xã hội dân sự. Việc nhà cầm quyền trước áp lực dư luận đánh tiếng xem xét thay đổi yêu cầu để vận động tiền cho công tác thiện nguyện chỉ là một phần rất nhỏ trong số những thay đổi đã, đang và diễn ra. Xã hội dân sự sẽ không chấp nhận bị dìm đầu chấn nước từ ngày này qua tháng khác và chỉ được ngoi lên thở mỗi khi nhà cầm quyền cần miếng tóp mỡ. Theo một số thông tin rò rỉ từ nội bộ, ngay đối với những điều được cho là tích cực đã, đang và diễn ra thì vẫn còn đó mặt trái của tấm huân chương, nghĩa là nói vậy nhưng không phải vậy. Tuy ngoài miệng giờ đây nhà nước không dám đè nẹt những việc làm tự phát như của cô Thủy Tiên và một số cá nhân hay hội nhóm đi làm từ thiện, nhưng trong thâm tâm thì nhà cầm quyền vẫn muốn bè bờ xu hướng này. Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề phòng chống hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để chuyển hóa chính trị Việt Nam hiện nay. Trong tinh thần của hội thảo này thì không biết vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên, MC Phan Anh có bị coi là những đối tượng phải theo dõi. Được biết trong quá trình chuẩn bị báo cáo cho đại hội 12 cách đây gần 5 năm, cụm từ xã hội dân sự ban đầu đã có ghi vào dự thảo nhưng sau đó thì bị gạt ra. Trong báo cáo chuẩn bị cho đại hội 13 thì đến dự thảo cũng không được đưa vào. Quả là một bước thụt lùi về tư duy. Có lẽ là phải chờ đến năm 2030, xã hội dân sự mới được đưa vào chương trình nghiên cứu của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần nghị quyết 37 NQTVK trên 2015. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên
bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.